Hello, hello. Xin chào các bạn, đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Chúng ta đã bước qua một tuần mới tại Hoa Kỳ Hôm nay là thứ hai ở Việt Nam nơi các bạn đã bước qua ngày thứ ba rồi Và chúng ta cũng thấy là chứng khoán Hoa Kỳ đã kết thúc một ngày Cũng là màu xanh luôn các bạn Cái ba chỉ số các bạn thấy được là Dow Jones tăng 0.3% S&P 500 tăng 0.4% và Nasdaq tăng 0.71% Hôm nay Thuận có khá nhiều tài liệu tôi muốn chia sẻ với các bạn Chưa chúng ta sẽ dành nhiều thời gian để mà chia sẻ một cách tổng quát Về những gì mà chúng ta đang thấy được sẽ

thông qua những cái dữ liệu on chain chúng ta cũng sẽ nói tới một số những cái tài liệu nổi bật trong video này cũng như thường muốn dành một ít thời gian để mà tâm sự một chút với các bạn nhưng mà trước hết á, thì chúng ta hãy nhìn thị trường tài chính nói chung đi thì chúng ta sẽ thấy được là chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ là màu xanh như thường vừa chia sẻ free market thì bây giờ thì đang đỏ một chút các bạn các bạn thấy là cái ba chỉ số đang đỏ và chúng ta nhìn vào hợp đồng dầu đó thì hôm nay mức là 79 đô nói chung thì cũng đã bắt đầu cao hơn so với cái tay khoản chừng là 4 tuần các bạn các bạn hãy nhớ là hợp đồng dầu đó ở mức là khoảng chừng 70 tới 72 đô. Gần đây thì đã trở lên mức là 80 đô các bạn. Chúng ta không muốn hợp đồng dầu ở mức quá cao. À, nếu như mà các bạn muốn phần trăm làm phát tiếp tục giảm thì chúng ta muốn thấy được là hợp đồng dầu tiếp tục ở một cái mức thấp. Chúng ta nhìn vào vàng thì sao? Vàng thì hôm nay xuống một chút các bạn nhưng mà vẫn trên 1900 đô. Hợp đồng vàng hôm nay là mức 1913 đô. Crypto thì sao? Crypto thì các bạn đã thấy được là chúng ta tiếp tục giữ được cái mức là khoảng chừng 21.000 đô. Có thể nói là cái sự tăng trưởng gần đây của BTC và crypto nói chung nó khiến cho nhiều người bất ngờ và tôi nghĩ là bất ngờ hơn nữa là nhiều người ra thì đang mong đợi là có một cái đợt điều chỉnh xuống nhưng mà chúng ta thấy được là giá vẫn tiếp tục giữ mức là 21.000 đô trong vòng 2 3 ngày qua rồi. Và nếu chúng ta nhìn vào thị trường crypto nói chung đó thì các bạn thấy được là tổng số vốn hóa hôm nay có một số đồng nó xuống cũng nhiều hơn là BTC. BDC thật ra đó chúng ta nhìn vào con Gecko thì uh, thấy là xuống 0.8% trong vòng 24 giờ qua nhưng mà cái mức 21.000 này đây cũng là cái mức giống như là thuận chia sẻ trong video ngày hôm qua mà thôi những đồng khác thì xuống nhiều một chút các bạn thấy được chúng ta có Ethereum xuống 1%, BNB xuống 2.6% nhưng mà trong vòng 24 giờ qua cũng không bao giờ là đặc biệt đâu các bạn các bạn thấy những đồng mà tăng nhiều nhất đó giống như là Curve Down hay là Kronos uh, chỉ tăng có 5.4 và 5.3 mà thôi trong khi chúng ta thấy những đồng xuống nhiều ra chúng ta có Near xuống 7.9, Zcash xuống 7 7.8 và Dash xuống 7.0 Cũng không phải là nhiều lắm các bạn Nhưng mà tính chung thì vốn hóa trong vòng 24 giờ qua xuống 10.6% các bạn Vốn hóa bây giờ thì vẫn hơn 1.000 tỷ đô la Nói chung thì giá của phần lợi các đồng đó, sau khi có một cái sự hồi phục đó thì cũng đã giữ được cái mức đó cho đến thời điểm bây giờ và Thuận muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn một số những cái thông tin on-chain Tại vì tôi nghĩ là thông tin on-chain sẽ chúng ta một cái nhìn tổng quát hơn về những gì đang xảy ra ngoại trừ những tin tức các bạn đọc được thì tình hình on-chain như thế nào thì đầu tiên hết chúng ta sẽ nhìn vào một cái tài liệu mà nhiều bạn rất là thích đó chính là cái tài liệu liên quan tới cái số lượng BTC đang có lời hiện tại tính theo Classno thì khi các bạn nhìn vào cái đường mà màu cam bên dưới này đó đại diện cho cái phần trăm số lượng BTC mà đang có lời đó các bạn sẽ thấy được chúng ta đang ở cái mức là 68 2 các bạn Nói chung thì đây đó, nhìn vào lịch sử cũng là một con số không có cao Nhưng mà chúng ta đã thấy được là chúng ta đã nằm trong cái vùng màu xanh lá cây một thời gian rồi Nghĩa là dưới 50% các bạn Đây là cái vùng mà dựa theo lịch sử là những vùng tốt để mà thích lũy dài hạn Bắt đầu là từ tháng 9 của năm 2022 Mãi cho đến gần đây có nghĩa là khoảng chừng ngày 30 tháng 12 Chúng ta bắt đầu mới rời khỏi cái vùng màu xanh lá cây bên dưới này thì nói chung là chúng ta bây giờ cũng có hơn một số lượng BTC có lợi so với lại cách đây khoảng chừng là hai tuần thì điều này nghĩa là gì? Điều này có nghĩa chúng ta cũng có khả năng là thấy một số người chốt lời và cũng có tài liệu chia sẻ chi tiết hơn với các bạn một lát nữa. Nhưng mà còn một số những cái tài liệu on chain khác thì ra sao? Chúng ta có thể nhìn vào những tài liệu chúng ta thường hay xem như là R Hodler thì R Hodler cũng như những tài liệu kế tiếp tôi chia sẻ với các bạn đó thì cách nhìn cũng đơn giản mà thôi. Thường sẽ không có tiếp tục chia sẻ những cái chỉ số này chi tiết tại vì thường đã từng chia sẻ trước đây rồi. À, lâu lâu thường mới chia sẻ lại chứ nếu không các bạn nghe cũng sẽ rất là nhàm chán. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là cái đường màu vàng này đó nếu như mà đi vào cái vùng màu đỏ thường đây là cái vùng mà chúng ta đã sắp tới đỉnh hay là chúng ta sẽ sắp sửa có nhiều người chốt lời còn khi chúng ta nằm trong cái vùng màu xanh lá cây bên dưới này đã thường là những cái dùng tích lũy dài hạn được thì đối với chỉ số a hoa là chúng ta nhìn thấy cái đường màu cam này thì bây giờ thật sự vẫn đang nằm trong cái vùng màu xanh lá cây và vẫn chưa có rời khỏi có nghĩa là dựa theo lịch sử mà thôi đây cũng là những cái dùng mà chúng ta có thể tích lũy dài hạn được đương nhiên thường đang nói về dài hạn và đây chỉ là một chỉ số thôi các bạn để cho các bạn thêm một cái tài liệu để các bạn có cách nhìn tổng quát chứ bản thân thuận cũng không có dựa vào bất cứ một chỉ số nào duy nhất đâu các bạn nó chỉ có cái sự chính xác tương đối mà thôi để cho chúng ta có một cái cách nhìn tổng quát là chúng ta đang giống như nằm ở đâu cho một chu kỳ gì đó chỉ số kế tiếp mà chúng ta cũng thường hay xem đó chính là Pew các bạn. Pew thì cũng tương tự như là chỉ số chúng ta vừa xem là All thì cũng là một cái chỉ số chúng ta nhìn vào cái đường mà màu cam trên màn hình đó, chúng ta có dùng màu đỏ và dùng màu xanh lá cây. Khi mà chúng ta nhìn vào cái chỉ số Pew này đó các bạn đã thấy được là chúng ta đã rời khỏi dùng màu xanh lá cây rồi. Cũng tương tự như khi chúng ta nhìn vào cái phần trăm Bitcoin mà có lời đó cũng đã rời khỏi vùng màu xanh lá cây nhưng mà không phải là đi xa lắm Chỉ mới rời khỏi mới đây mà thôi bắt đầu là khoảng chừng uh, cuối tháng 12 các bạn Rồi chúng ta nhìn vào uh, cái chỉ số kế tiếp đó chính là Market Cap cho Termo Cap Thì như thế nào? Hiện bây giờ đó chỉ số này cũng tương tự như là chỉ số Pumotable Các bạn thấy được chúng ta đã rời khỏi cái vùng màu xanh lá cây bên dưới này Cũng cái uh, thời điểm mà chúng ta bắt đầu có sự tăng trưởng đó Nghĩa là khoảng chừng ngày 11 tháng 1 Thì uh, chúng ta thấy được cái đường uh, màu cam này đã rời khỏi dùng màu xanh lá cây rời khỏi dùng tích lũy Chúng ta vừa xem một số những cái chỉ số nổi tiếng như là Ahorola Pimotable thì các bạn thấy được là trong phần lớn những chỉ số này đó là chúng ta thấy có một số dấu hiệu là cái đường màu cam đã rời khỏi dùng màu xanh lá cây như là đã rời khỏi dùng tích lũy rồi thì cái đó là điều chúng ta biết hiện tại có nghĩa là tình hình on-chain nó đã, đã đỡ hơn nhưng mà có phải là chúng ta thấy đáy hay chưa thì rất là sớm để có thể nói được điều đó các bạn Khi mà chúng ta nhìn vào chỉ số NUPL đi Chỉ số này nó thực sự là tốt hơn để mà đón đỉnh Hơn là chúng ta xem coi đáy nằm ở đâu Thì chúng ta có thể nhìn thấy được là PMOTOBO đó thì có nhiều màu Các bạn thì chúng ta bắt đầu là từ màu hồng Cho đến màu cam, cho đến màu nâu Rồi đến màu xanh lá cây, đến màu xanh dương Thì tùy theo các bạn trên đường đi lên hay là đi xuống Chúng ta nhìn vào nếu như mà chúng ta nói tới là cái màu hồng đó Là cái dùng mà các bạn thấy màu hồng trên màn hình đó chính là cái dùng chán nản đầu hàng rồi chúng ta nếu trên đường đi lên đó, chúng ta sẽ đi vào cái dùng màu cam có nghĩa là cái dùng mà có cái sự hy vọng chúng ta tiếp tục lên nữa sẽ đến tới cái dùng màu nâu đó là cái dùng mà chúng ta có cái sự lạc quan hơn rồi chúng ta có cái lòng tin là cái dùng màu xanh ba cây và cuối cùng chúng ta đến cái dùng hưng phấn là màu xanh dương thì hiện bây giờ chúng ta đang nằm ở đâu các bạn thì chúng ta đã nằm ở trong cái phần là màu hồng cái phần đầu hàng một thời gian rồi Có thể nói là bắt đầu là từ khoảng chừng tháng 6 năm ngoái Mãi cho đến gần đây chúng ta mới thực sự rời khỏi các bạn Và chúng ta bây giờ đã đi vào cái dùng màu cam Có nghĩa là cái dùng có cái sự hy vọng Nếu như mà nói tới thi đấy hay chưa đó Thì chúng ta không thể nào biết được Cho đến khi mà chúng ta đã qua đấy một thời gian rồi Nhìn lại chúng ta mới biết nhưng mà nếu nói về tài liệu on chain đó, thì thường sẽ tiếp tục chia sẻ thêm một số tài liệu nữa với các bạn nhưng mà theo cách suy nghĩ của thường thì tài liệu on chain đang cho chúng ta một cách nhìn đó là lạc quan thận trọng các bạn thường sẽ chia sẻ thêm chi tiết một lát nữa với các bạn nhưng mà trước hết thì như mà nào mà thường hay nhắn tin thường nói là thường có podcast hay là không tại vì nhiều khi các bạn lái xe đó thì các bạn không thể nào để màn hình để mà xem youtube được thì tắt màn hình thì cái video nó sẽ ngưng cho nên thường cũng đã vừa tạo một cái kênh podcast ở trên Anchor các bạn Đây là cái kênh podcast mà thường sẽ up cái audio Nghĩa là cái âm thanh của video lên hàng ngày Nhưng mà nào mà con thú đó thì để cái link bên dưới để các bạn bấm vào Để các bạn có thể xem cái podcast này Khi các bạn không thể xem màn hình được trên Youtube rồi hôm nay đó chúng ta thấy được Bitcoin một lần nữa lại lên trang chính của CNBC các bạn CNBC là trang tài chính rất lớn của Hoa Kỳ và thật ra ngay thời điểm này đó các bạn thấy được là chúng ta vẫn thấy Bitcoin là lên trên trang chính hàng đầu của CNBC như các bạn nhìn thấy nhưng mà lần này đây thì với một cái thông điệp lạc quan hơn là BTC tăng 26% từ New Year tới bây giờ <laughs> nhưng mà các bạn sẽ thấy được cho bài viết này đó họ vẫn gọi bitcoin là token và để tạo ra bitcoin thì cần phải dùng máy để mà mint token các bạn. Đáng tiếc là phần đông đọc báo CNBC để lấy tài liệu về tài chính cho nên khó trách là họ không biết gì về BTC hay là crypto hết các bạn nhất là những thông tin chính xác về thị trường này. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào viết này đi Thì bài viết này đã đưa ra một số những lý do Tại sao mà BTC tăng từ đầu năm tới bây giờ Và các bạn thấy được những lý do này nó không hợp lý đâu Trước hết á, là CNBC viết bài viết này nói là BTC tăng Tại vì bây giờ đã Bitcoin đã một lần nữa đi cùng xu hướng với chứng khoán Nhưng mà điều này đó có phải các bạn Thật ra gần đây BTC không đi cùng xu hướng với chứng khoán Cho nên chúng ta mới thấy Bitcoin tăng trưởng Chứ còn chứng khoán các bạn thấy được là cũng à, không có tăng bao nhiêu Và thậm chí nhiều ngày Bitcoin tăng Chứng khoán Hoa Kỳ vẫn màu đỏ thì bài này nó biết hơi bị ngược Thật ra BTC gần đây không có đi theo xuống chứng khoán nữa Đó là điều thứ nhất Điều thứ nhì họ nói tới tại sao Bitcoin tăng trưởng đó Thì họ nói là tại vì có nhiều cá vôi thu mua Bitcoin Điều này thật sự là đúng các bạn Chúng ta sẽ chia sẻ thêm một lát nữa về thông tin à, những cá vôi thu mua BTC Nhưng mà cái tài liệu họ chia sẻ đây ra thì lại không đúng Tại vì các bạn thấy là họ có một người này từ công ty Kaiko Thì Kaiko nói là nhìn vào những cái giao dịch bitcoin ở trên những sàn chứng khoán đó thì đã thấy được dấu hiệu nhiều ca vô giao dịch tại vì trung bình giao dịch là từ 700 đô tới 1.100 đô cho mỗi giao dịch các bạn. Nếu như mà giao dịch 700 đô tới 1.100 đô thì đâu có thể gọi là ca vôi được. Đó là điều thứ nhì mà không hợp lý. Điều thứ ba họ nói về đào BTC các bạn ngày càng khó khăn hơn nhưng mà họ lại không có giải thích tại sao là đào BTC ngày càng khó khăn hơn thì giá cả lại tăng điều thứ tư họ nói đó thì liên quan tới Bitcoin Halving thì tôi nghĩ điều này thì cũng có cái lý do tại Bitcoin Halving vẫn là một cái sự kiện mà nhiều người quan tâm và chúng ta đã biết là từ khi có Bitcoin tới bây giờ đó biết bao nhiêu chu kỳ qua thì mỗi một chu kỳ tăng trưởng đều bắt đầu từ Bitcoin Halving sau đó khoảng chừng là 8 tháng thì giá BTC bắt đầu có một cái đợt bull run thì đây là những gì được chia sẻ bởi CNBC các bạn Để thường cho các bạn thấy là cái phần mà họ nói là mint token <laughs> phần này các bạn à, Họ nói là Bitcoin miner, những người đào Bitcoin đó à, Phải dùng máy của họ để mà mint new token <laughs> Rồi, thường không nói về à, bài viết này nữa Chúng ta chuyển qua để mà nói về một cái thông tin khác à, Chúng ta cũng đã rất lâu rồi không nhìn vào cái chỉ số tham lam và sợ hãi Thì trên màn hình các bạn đó, đây là chỉ số tham lam và sợ hãi à, Đến từ CNN Business đây là chỉ số cho thị trường chứng khoán không phải là cho crypto thì một điều làm thật bất ngờ đó là cho dù chứng khoán đã trải qua một cái năm rất là tệ các bạn và thật ra từ năm tới bây giờ đó chứng khoán hồi phục cũng rất là nhẹ mà thôi nhưng mà hiện bây giờ đó dựa theo chỉ số tham lam sợ hãi của CNN Business thì nói là những người đầu tư chứng khoán họ đang trong cái thời kỳ là tham lam rất khó hiểu Tôi không nghĩ là những người trong chứng khoán bây giờ là tham lam đâu các bạn Trước khi chúng ta nói tới chỉ số tham lam sợ hãi của Bitcoin Chúng ta hãy nói tới chỉ số DXY đi Tại vì lâu rồi chúng ta không nói về chỉ số này Đây là cái chỉ số mà đo lường sức mạnh của đồng đô la với những đồng khác Như đồng euro, đồng bảng Anh, đồng yen, Thì chúng ta cũng đã thấy được là tiếp tục đi xuống nữa chỉ số này bây giờ mức là 102.48 đối thuận thì vẫn còn cao các bạn thực ra nếu chúng ta nhìn vào lịch sử đó thì chỉ số này thường xuyên ở mức là 80 90 cho nên là 102 không phải là thấp lắm các bạn nhưng mà dù sau này nữa khi chúng ta nhìn vào trong vòng 2 năm qua đi các bạn sẽ được là chúng ta đạt cái mức đỉnh là khoảng chừng 114 điểm thường nhớ là khoảng tháng 9 của năm nay sau đó chúng ta thì được là chỉ số này cũng đã ngồi lại bây giờ mức là 102 thì coi như cũng đã tốt rồi các bạn à, tại vì chúng ta cũng đã thấy là cái phần trăm lạm phát cũng đã từ từ ngụ lại ở Hoa Kỳ có nghĩa là Fed khả năng là sẽ từ từ chậm lại về việc tăng lãi suất và sẽ ngưng một À, thời điểm nào đó trong năm nay và những cái bước tra khác thì bây giờ thì cũng đang rất là quyết tâm để mà đẩy lùi lạm phát như là họ cũng sẽ tiếp tục giữ cái chiến lược là siết chặt nguồn tiền thì sẽ dẫn đến là đồng của họ sẽ có cái sức mạnh tăng lên trong khi đồng đô la khi mà chúng ta không tiếp tục thấy lãi suất tăng nữa mà lãi suất như khác tăng lên thì có thể là chúng ta tiếp tục thấy đồng đô la sẽ yếu đi và đây là điều mà nhiều bạn đầu tư muốn thấy tại vì Chúng ta nhìn vào lịch sử đó thì chỉ số DXY có cái sự tương quan âm khi chúng ta nhìn vào thị trường này chính nói chung. Khi mà DXY đi xuống đó thì uh, thị trường sẽ tăng trưởng và ngược lại các bạn. Rồi còn về uh, chỉ số tham lam và sợ hãi của thị trường Bitcoin như thế nào thì bây giờ nó đang nằm ở trong cái mức là neutral các bạn, có nghĩa là trung lập, không có tham lam và cũng không có sợ hãi và chúng ta thấy được là cũng đã rất lâu rồi chúng ta mới thấy trung lập tại vì các bạn đã nhớ là khi nhìn vào lịch sử đó, khi chúng ta nhìn vào một năm qua đó thì có rất nhiều thời gian giống như là thời gian là từ tháng 5 mãi cho đến là tháng 7 các bạn chúng ta nằm ở cái mức là dưới 20 có nghĩa là rất là sợ hãi. Chỉ mới gần đây thôi có sự tăng trưởng chúng ta mới thấy được là mọi người đã bớt sợ hãi hơn. Điều thú vị đó là nếu chúng ta nhìn vào cái sự kiện của sàn FTX thì khi chúng ta nhìn vào cái chỉ số thanh nam sợ hãi đó Thì xuống tới mức khoảng chừng là 20 mà thôi Không xuống thêm nữa Có nghĩa là nếu như nói về cái sự đo lường của chỉ số này Thì cái đợt mà FTX gặp vấn đề đó nghĩa là khoảng tháng 11 Của năm ngoái Thì cái đợt đó mọi người thật sự không có lo lắng Bằng cái sự sụp đổ của Triel Capital hồi tháng 5 Các bạn dẫn theo Celsius, dẫn theo Voyager Và nhiều công ty khác Cái đợt đó là cái đợt mà nhiều người lo lắng hơn Là cái đợt mới đây Ít ra dựa theo chỉ số thanh nam và sợ hãi này một số bạn hỏi thuận là chỉ số này đã dựa theo những thông tin như thế nào? Thì dựa theo tài liệu họ để bên dưới này, thì họ nói là họ dùng một số những cái tài liệu thứ nhất là Void Theory, có nghĩa là cái sự dao động của giá cả, họ sẽ đưa trọng lượng là 25%, kế đó là họ sẽ nhìn vào Volume, có nghĩa là khối lượng giao dịch, họ sẽ đưa trọng lượng là 25%, kế đó họ sẽ xem những cái tài liệu trên mạng xã hội có trọng lượng là 15%, bên dưới này họ nói là họ sẽ xem những cái bài khảo sát nhưng mà bây giờ họ không có tiếp tục sử dụng nữa không biết là họ sẽ phân bổ phần trăm như thế nào tại vì cái phần này 95% bên dưới này là, là dominance có nghĩa là họ xem coi là cái phần trăm vốn hóa của BTC so với là những đồng khác như thế nào nếu như mà phần trăm vốn hóa BTC đang ở mức cao có nghĩa là thị trường đang rất là lo sợ và trend có nghĩa là họ nhìn vào Google trend các bạn nhìn vào người ta lên Google tìm kiếm những thông tin gì đây là cái cách mà họ tính chỉ số này Nó cũng không có hoàn toàn là chính xác 100% Nhưng mà nó cũng cho chúng ta biết được thêm là chúng ta đang nằm ở trong phần nào Trong cái chu kỳ thị trường Bitcoin các bạn Và tài liệu này cũng giống như là những tài liệu thường dự chia sẻ với các bạn là Tất cả những chỉ số đều là tài liệu không thả mà thôi Thì chúng ta không thể chi dựa vào bất cứ một chỉ số riêng lẻ nào Để đưa ra quyết định đầu tư được các bạn Bản thân thường thì cũng không có nhìn riêng lẻ một chỉ số nào như Thường vừa chia sẻ với các bạn Thường có cái chiến lược riêng trung bình giá dài hạn Và thường chỉ xem coi là cái mức thu mua bao nhiêu và cái mức mà thuận cần có lời là bao nhiêu và nếu như đạt được thì thuận sẽ chốt lời chứ không có dựa theo những cái chỉ số này để ra quyết định là mua hay là chốt lời. Nhưng mà những chỉ số này cũng giúp ích được cung cấp cho các bạn một cái nhìn tổng quát về thị trường nói chung. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a